Đó, giờ anh Cứ Nguyễn mới xuống nha cả nhà. Đó, anh Cứ Nguyễn xuống là giờ người vợ cũng mới xuống theo thôi, chứ giờ có vợ bé ngồi ở đây thì không về, không xuống theo là mất vợ, mất vợ không hay. Trời chắc ngủ đi, để đây mọi người làm việc. Tại vì cũng đi xuống theo rồi đời ngủ. Xuống đây quay ngồi đây chứ. Xuống đây canh chồng. Quá. Thì chất ơi, cái này là tình mẹ duyên con thì chất thấy được không? Thì chất đi để lại cho chị Hứ, chị Quyền nha, chịu không? Chịu luôn hả? Vậy sao xuống đây canh chi? Cái này hay lắm, bớt nhất bớt đau rồi đó. Nhưng mà chất đừng có lạm dụng quá cái gì nó cũng tốt đâu. Làm mình phải sao? Uống, ý là mình đừng có uống nhiều quá. Giống như khi nào đau thì mình mới uống. Chị chút mà lạm dụng quá khúc nó lòn, chị chút biết không? Trời ơi, chút nghe nhạc chế luôn nha, bắt đầu ngồi bắt đầu hát cho mọi người nghe nha. Hát lại thử đi chút. Thử lại đi, sơn mặt ngắn vậy. Tui luôn. Thôi chút ngồi bên đây nha. Không có chịu qua đây ngồi chung với chồng nha. Mọi người bên đây cũng tụ tập ngồi đây. Bông mới. Rồi giờ chị Quyền cũng qua luôn nha cả nhà. Con gái vô khuyên mẹ đi để con mẹ tự chỉ vậy giờ mệt luôn á. Ôi chắc là cái gì là cũng không gì. Vô khuyên mẹ đi chị. Mẹ đi mũi nó chết rồi. Đi bỏ nó hồi đi. Không. Sao vậy? Tự cách ly mình luôn hả? Ý là có gì chứ là không có gì hư đúng không? Ê, xin bà Châu được 2 triệu làm văn chó đẻ. Đồ ao thì nóng tiêu. Đồ con chó đẻ. Lại qua đây nha Yến Tự. Bé mày mắc thành văn mày kỳ quá nha Yến Tự. Mũi không rồi đây. Ngồi nó quá dài vậy đó. Tối á này. Ở bà bảnh đi, vì sao vậy? Giờ gái lớn qua rồi, gái lớn qua gì mình gái nhỏ. Quá xong rồi phải lị đò. Một ngày không nhậu cặp giò nó dung. Hay quá chứ ơi. Nó bán gì mà có một bán không ngoài trời. Chứ con coi TikTok nha mọi người, TikTok qua quá 180 phút là bụng đủ mọi người. Chị Chất ơi, ngồi đi Chất, con ngồi đi. Sao không sao hết, giờ gái nhỏ ngồi cái ngồi xa xa kìa. Qua lấy lại cái hơi ấm hôm đi. Hôm kia coi chiều chú nhận. Thôi dạo này lướt TikTok hay lắm, dạo này dạng là cự cô lập mình là lướt TikTok luôn, chơi mạng xã hội. Lướt dữ vậy, lướt như cái máy gì trời. Có nào lướt hôm kia coi chiều chú nhận. Anh bao dặn tầng sao anh đến. Thôi trước ơi, giờ bị con dâu con bảnh đi trước ơi. Đi bỏ qua hết đi, bỏ qua hết đi, con bảnh đi. Rồi mẹ ơi, về đó, gái nhỏ qua kìa. Gái nhỏ qua ngồi, con tự mẹ đi. Không. Đi mẹ. Giờ lớn, giờ bé. Quá đi đâu. Dạ ơi. Có mẹ con nữa không? Không, thấy là, hay là vợ lớn, vợ bé. Vợ lớn, hết luôn đó. Trời ơi, chuyện gái nó xin hành văn cho bà Châu. Tao mất hành văn mày kỳ quá. Bấm miếng tận rồi. Nếu thấy đồ chắc này gọi dây rồi chứ. Yến Tử, này xin nằm văn cho bà Châu. Tao mắc thành văn không lo. Chắc
thôi mà những cái chém khớp gì vậy? Điện hình đi mày, chó này á. Đập điện thoại luôn đi chứ. Đập bể điện thoại chết mẹ mày chứ giờ. Rồi đập nhẹ vậy, đập mạnh lên. Điện hình mà lên. Đó, mẹ mày mất hàm răng, mày đi xin cho bà Châu à, chó. Mày xin hàm răng cho bà Châu. Mẹ mày mất hàm răng mày. Đài truyền hình của mày lên đây nhiều lắm. Đài của mày trên đây nhiều lắm. Có số kinh mày hết. Mẹ mày cổ cái gì mày cũng với mẹ. Mày cho bà Châu à. Mày với ông Lan ôm đi luôn nha. Có vợ ông Trần nè, ông Trần vợ mày nè. Nhỏ bắn đất nè. Kệ Hương Trần đâu, Hương Trần nè, thấy khoai bún. Kệ qua đây nè bà, để có kêu Hương Trần qua, đi đái kêu Hương Trần. Em đi đái ngay chứ. Hương Trần ơi, nãy giờ tôi coi ông sao thấy Hương Trần. Kệ, tôi sao không thấy mày. Anh Trần ơi. Nó đang hưởng. Anh Trần ơi, có thấy gì em coi, có bụi gì em thấy anh. Kệ, con thuộc cái anh, mà nói ứng tử coi chừng mẹ nó nha. Nha. Nó xin hàm răng cho tao, tao mất hàm răng nó không cho à. Mày chờ nha, ông Long An lên đây, tao dí ổng cho. Kệ, nó kêu mày gì vậy à? Đi kiếm một le hoài vậy. Qua. Đó, Hương Trần ơi, vợ mày kêu qua đây. Thì mày qua đây. Ăn gì vậy trời? Con mới nghe anh Tuấn Nguyễn rủ rủ chị Thu ở trên lầu rồi. À, kệ nó. Này à. Nấu chị. Chị con vợ mày nấu chuyện đây chị. À, thằng Yến tử đi xin cái mẹ cái này về chết mẹ nó tôi. Cái hàm răng bà mất bà đang buồn đó. Trời, anh Vinh Chị Phượng qua luôn kìa. Anh Vinh Chị Phượng qua à. Rồi. Chúng Việt Kiều luôn. Trời ơi, lên nhà nhậu đi. Trời ơi, anh Vinh Chị Phượng qua luôn mọi người ơi. Hỏi tụ luôn. Hello anh Vinh. Đó, đầy đủ, hôm nay đầy đủ văn võ báo quan nha cả nhà. Đầy đủ hết luôn nha. Đó còn gì chứ, thì vẫn ngồi đây nói chuyện. Rất là tự kỷ giám thị mình rồi. Chưa. Hôm qua kiếm mẹ uống cà phê nè. Bỏ bỏ vô đây đi. Bỏ vô đi. Đỡ đi. Trời ơi. Để xuống coi. Đúng rồi. Không phải. Không phải. Bỏ đó chứ đôi nào mà không phải. Cãi ăn mà. Đây là một con. Chứ xíu à. Chiếc xong á, lên chẳng lấy chiếc. Con cầm lên lại. Không có chiếc xanh. Cãi là thằng Vĩnh nó nói là đúng là Tấn mang mang lộn. Mắng lộn qua một chiếc xanh lấy chiếc xe luôn, nó mới mua đó. Trời ơi, đâu dép em đem bên anh chơi về đó. Có chiếc xe hành nào chẳng chảnh đâu. Cãi hoài Vĩnh. Nhậu quá thì không thấy. Đó, nó đè nó chấn nó quay. Quay chứ quay không. Nè nó suối à, anh nó cũng sợ. Sợ quay phải không? Anh sợ quay luôn rồi. Vắng mặt cho vắng mặt luôn đi, đừng có quay nữa mệt đó cha. Bữa đi xuống đám ma điện thì không bắt máy. Vô gặp ba. Em có đám ma đâu. Với gặp ba nói với gì cúng vô cúng hai chồng cúng không về luôn, mưa quá. Ủa bữa anh đi đêm đầu mà phải không anh? Đầu tiên anh đi với chị Phượng. Nên thấy mọi người cũng hỏi anh quá trời luôn, hỏi anh Vinh chị Phượng có đi cúng không? Em nói em cũng biết thì ra đêm đầu cả. Gặp ba nhỏ gì bự bự á, bé ba hay là cúng trước. À. Đi về chỉ mưa quá, về sao mưa với ba của anh cả, ba vợ cái gì vậy? Ừ, chiều luôn. Đúng rồi, ba vợ. Điện này hai cụ không bắt máy, điện Tấn đâu bắt máy đâu. Để tao mời điện ra video cho mày coi, tao nói tới rồi sao mày không xuống? Tấn. Không. Là lúc đó em về rồi. Mà cũng xong đi em uống chưa rồi. Xe uống này nè anh Tony. Trời ơi. Tại anh này sắp chết chắc cần Việt Kiều ở nông dân. Ai cũng nói em giống anh kìa. Giống
Anthony đẹp trai, không chừng có đẹp trai giống như Anthony đâu. Làm lại vui à. Xỉa gì vậy? Lâu quá thấy xỉa hả? Anh tôi đi chốt luôn rồi. Xỉa quá trời, xỉa thì mua bia mua mồi vậy đi. Hôm nay lâu lắm giờ không thấy thì tự hiểu đi. Đừng có bắt anh Vinh tự... Ờ. Thì anh đi mua mồi cho. Còn mày mua bia đi. Ờ. Em có dám hò gì đâu. Trời ơi, đám cưới lời gì đâu mà mấy trăm triệu. Đó mà không thấy cái gì hết trơn á. Nội tao đi không hết 10 triệu rồi, bữa mới đi 5 triệu tao đi hết 10 triệu rồi là phải đâu mới mình lời chắc rồi một bàn đó đúng không? Trời một hay bàn, quá anh Vinh ơi. Một bàn đó tao nói mày em mày đặt giữ nó là 5 triệu bạc chứ nhiêu. Thì bia đéo uống rồi. Cái gì á, nguyên cái đám cưới uống có 3 thùng bia. Cái gì lời đúng rồi. Vừa tới 3 thùng. Vừa tới 3 thùng hả? Ờ vừa tới 3 thùng đó anh tính. Ôi, quá. Không, nói chung là à, đúng rồi. Uống bia thì em kêu bia uống. Thì kêu đi trời ơi, uống à, chủ lấy bia cho khách à, chủ kêu ơi. Kêu thùng kêu đó trả tiền trước đi tao biết. Biết mày vậy tao uống cái đồ uống tự nhiên. Bây giờ đi qua đây có mấy chục ngàn trong túi phập phòng mày kêu bia giờ chút ai trả tiền. Ừ. Đơn giản vậy thôi, giờ mày kêu mày thì mày xì đi. Xì đi, xì lại 2 thùng đi, cái quỷ 3 thùng đi, uống nổi mất anh mới tự tao uống nữa. Lấy bia cho anh trai uống à. À chắc tiền, em hỏi là ai chắc tiền, nếu mà đúng là kêu bia ra đúng nha, anh Hưng Trần trả tiền, xe liền. Anh trả tiền. Ồ. Lấy đồng bia luôn vậy. Hôm nay gặp anh Vinh vui quá, anh Vinh anh mở lời thì vậy nè anh Vinh anh nói rồi mà anh có bia đánh cho mồi đó. Thì có cốc ổ bia game nè, mua ra nhậu là cái này vừa trước rồi, trước này trước đi tính sao? Ở đây có trả, ở đây có trả anh. Trả đâu bán? Ở đây luôn. Trả lụa luôn. Bán 20 ngàn trả luôn em. Trời ơi miễn có mồi thôi chứ sao giờ. Rồi nè tôi đi. Anh ngồi đây, anh ngồi đây. Thôi anh ngồi bên đây nè anh Tony. Rồi đó. Mình chờ chị máy quá. Rồi anh qua đây ngồi đi cho anh. Ok vậy. Này. Tao với Đức Nguyễn cặp mày trùng quá. Tao ngày mày quay lên hoài. Dẹp cái ly này bớt đi. Rồi anh ngồi đây đi không có sao đâu. Cái chỗ đó thấy chuối chuối quá. Rồi chiếc bi hả? À nhậu vậy kêu đào ra. Đào đâu? Đâu vợ anh đâu? Kêu vợ anh qua đây ngồi. Đào nè với cầm nè. Thôi đào nè không ok. Dẹp bớt cái chuối đi. Ai ăn chuối quá trời vậy không có ăn cơm mà gì ăn chuối không vậy? Chuối này với lại cái ổi là bà chủ quán là cho đó. Đó. Ăn chuối tối ngày cái đầu chuối hoài à, đây có vậy vậy hoài. À. Rồi đi anh. À được rồi được. Tôi nghĩ hôm nay thấy vui không? Thấy không? Mình đi cúng cũ của anh cả thì mình giờ mình được phước đó, thấy chưa? Giờ được nhậu. Dạ dạ. Ủa rồi chị Thư vô ngồi với anh quay cho khung hình cho nó đẹp. Giờ bé giờ lớn là vô. Nay giờ bé là vô hả? Ừ qua đây ngồi kế Tuấn Nguyễn anh quay hình cho nó đẹp đi. Anh quá anh ơi, chưa giờ đủ rồi. Đóng clip chưa giờ rồi. Ủa thiệt mà đóng clip nào? Đóng clip thôi, cho anh có clip anh quay đó. Sáng giờ mình làm 3-4 clip thì chưa đủ nữa hả? Đó đúng rồi. Ủa, đó. Giờ đi từ tối mày nạo thêm 3-4 clip nữa hả? Nạo mày cái gì hoài à. Nạo sao đủ thùng bia nó thôi chứ. Nạo hơn rồi, sáng giờ 3-4 clip là hơn thùng bia rồi. Tiền chợ, tiền bố là đầy đủ hết rồi. Bây giờ kiếm thêm nè. Quay máy qua bên kia đây. Quay bằng cầm kia kìa. Ba bà chết kìa. Không bán nhanh chớ luôn, gặp bạn thân đứng luôn. Trời ơi, đéo về nhà bà. Ui, chứ ăn gì trong miệng vậy, nó chuyện kỳ vậy. Chứ từ giờ là từ giả rồi khác muốn khác phe rồi ngồi ờ không hiểu là cự cách biệt mình hôm giờ em đi mua né mới về đi bia xanh đi ôi bia nặng được xanh đi chị ơi bỏ đầu chương trình nhậu bắt đầu nha cả nhà anh Vinh qua là có nhậu không mấy lon ý lần lần lên bao nhiêu lon à là giờ bây giờ lon vậy đấy trước 10 lon chị ông đánh trước 10 lon làm gì giờ có ba tôi này đâu uống đâu thì lên trước 3 lon ba lon anh em mình 3 lon để cho nó lạnh cho anh uống nó ngon. Để cho bé chạy cá gặp anh Vinh nè. Em sao? Em ngon lắm á, giờ này em. Một cây luôn đi. Bây giờ còn 85 ngàn nữa bán sao bán? Ngồi ngồi. Thôi cái chầu này anh để cho nó lo đi, nó lo thực ăn nó chết đi. Hôm giờ tôi lo cho má nhiều chầu lắm mà má chú bắt lo à. Tôi chưa tính tiền bản quyền nha. Bản quyền đó. Bản quyền là gì? Bản quyền anh lòi cái vú ra hả?
quá trời. Rồi, cái này tính tiền cho anh Hưng đi một phần bia với cái phần này, còn phần sau để anh. Rồi. Rồi cứ tính, đẩy này hết luôn á, ăn nhậu hết luôn á, còn phần sau tính tiền cho cái này là của anh. Phần này là của anh Hưng với thùng bia, rồi phần sau là của anh. Hỏi nhiều lắm rồi. Đấy, đồng ý đi, mày đồng ý đi. Đồng ý. Ờ, má đồng ý thôi. Mà không thấy vui. Mà mọi người ăn miếng đi. Mày không có thấy vui. Cho lấy miếng chả đi, miếng chả với miếng em được rồi. Cái này là cái gì vậy? Giò hủ. Rồi, hai thứ này thôi. Đưa, chị cái cây. Em đi. Em không có đâu. Em ăn gì không Phượng? Rồi, đi ăn gì dùng với chị. Đó, chứ không được đâu. Vui ha. Rồi, ai cây. Vui thiệt không anh Hân? Vui lắm. Làm miễn cưỡng. Miễn cưỡng. Có vui anh Hân? Không, không vui. Nuốt nước mắt nha. Anh Hân làm miễn cười mà lòng đau như cắt nha mọi người. Thể mà qua đây là Trúc Nguyễn nó bào, nó còn hơn cái gì máy bào nữa. Ủa mày kỳ quá, vợ chồng ta đóng liếc cho mày. Thì lâu lâu mày cũng phải dắt tụi tao đi ăn nhậu chứ đủ. Mày cơm phải là vợ. Ôi, thôi 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 vậy thôi thôi chết mẹ ủa cái mày kìa vậy ý là nãy giờ không kêu vợ qua vợ anh kêu vợ anh qua anh ừ thôi gần thức ghế chồng con còn cái thân trần kìa thôi chứ qua bển đi chứ cái Trúc Nguyễn luôn lông luôn thôi thôi qua đây thơ ơi đó con qua rồi con mẹ ôm lấy nó luôn đi rồi chơi luôn con đi đá đi. Trời ơi, cầm ra ngồi đây cái giữa đường cầm. Chơi cầm ơi. Đi cầm qua góc bên anh Trúc Nguyễn bên kia ngồi à. Ngồi. Ngồi đi kệ ba nói vợ. Ngồi. Nó nói gì vậy thôi. Trời ơi, cầm mấy ngồi kế bên anh Trần cầm. Ờ đúng rồi. Kỳ nhiên đi sao qua đây cũng qua bên kia ngồi với anh Hân à. Cũng qua về anh Hân à. Mai mai Hân Trần hỏi đi ba. Ờ sao vậy chứ? Đâu có về lấy với chỗ bán. Ừ có anh là được rồi. Có anh là không cả. Anh là niềm vui của em, tiền đâu quan trọng bằng anh đâu. Rồi chứ coi dọn sao chứ. Qua bển ngồi với chồng đi. Ở trên 23, 24 rồi. Ở dưới ngồi chơi là chứ. Với mẹ Quang Âm. Qua bển ngồi chơi. Ở trên 8 tay, 9 tay không à. Mệt rồi. Hỏi chị Phượng nha. Mấy điều nó né vậy hả chị Phượng? Văn á, Phượng dạ. Không. Sao nó chuyển nó mất cái hàm răng luôn. Vui vẻ quan hệ cho mọi người. 12 triệu miếng đủ. À anh Trúc Nguyễn về mướn 500 được cho anh Trúc Nguyễn. Mướn 500 anh đưa cho chị hay gì? Anh em đi làm đứa có chồng rồi nào thì còn không có 7. Em đưa tiền, còn ông thôi đó, em về Hưng Trần chở. Chồng có cái giấy cho mày, mày đi Mỹ mới được có 500. Chữ ký gì kỳ vậy? Chữ ký đó quan trọng lắm đó gì chứ. Chữ ký là quan trọng lắm đó nha. Trời ơi, giờ đẩy luôn, đẩy vô lại luôn. Trúc Nguyễn dạo này là anh thấy là nó nghiêng ngả ngã rồi đó. Có cừ công hành gẳng luôn hả? Đồ coi đi hơn em, không lẽ mày giờ anh uống rồi. Trời ơi. 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 Nãy có bán rượu cuốn. Ờ đây đây anh em vẫn. Ở đâu? Chồng chợ ba mẹ có bán. Mày đó hả? Ờ, giờ em không biết em đưa trước 500 cho bà chủ quán đi ha. Rồi xong rồi mọi việc tính sau đi. Thì đưa trước đi. Đưa trước cho nhậu cho nó an tâm đi trời. Đau lòng lắm đó phải không anh? Trời ơi, đau lòng lắm không anh? Trời ơi, không cầm. Bà cầm, bà bỏ giùm tôi nha bà cầm. Ơ, à, cỡ đi. Trời ơi, trời. Tự nhiên nó bỏ. Tiền đâu mà bỏ. Chả ngồi đâu rồi. Đó, là lời gọi nè nè. Cái qua đang thương trận nè. Không thấy đường. Không thấy đường. Ngồi đó đi. Con Vinh hay ta nhìn cái là nó anh tôi đầy em không biết ai. Vô là tưởng đâu là Hân Trần. Đây nè anh. Móc ra từng tờ. Móc ra từng tờ. Móc ra từng tờ. Có, có nhiều đó là hết rồi đó. Em thấy một sấp nó chổng luôn anh ơi. Kéo ra từ từ. Ghê lắm. Có tiền đi xa về. Thôi rồi. Rồi. Họ trả là hả?
đó giờ mồi ra nha cả nhà, chị Tiên nãy giờ cắt chả. Mồi ra tới, mồi ra tới nha mọi người. Đem lên nhiều lắm bà, lấy 10 quá. Mồi ngon ha, mồi bén ha. Cùng bia chứ như mồi đây là nhiều. Không, đưa trước 500 còn. Ờ, uống nhiều, còn nhiêu à, tính cho Tú Nguyễn nhiều khi uống ho chưa tới 1 thùng đâu. Thấy vậy chứ uống nổi không mới lon à. Ông lấy luôn. Có này thì. À, mọi người uống bia hôm nay có nhìn lại vui ha. Uống bia uống bột. Ủa muốn kêu này có gì trước hả chị Tiên? Đừng có mua chả cá, thịt chuột, thịt chồng nha. Rồi chả cá ăn sao chứ? Bữa giờ con bán được 100 kg rồi đó. Đợt này về là 100 kg chẳng luôn rồi chứ. Rồi. Dứt quảng cáo sao mà đồng bạc bán không thêm cái này chứ. Ừ, gán đi chứ. Có bài thiệt. Thôi tao ai xin lỗi về vụ mùi hủ tiêu bơm hàng của vậy đi. Thôi kệ đi, vậy chứ khai chứ nói gì người ta còn nhớ cái chả cá em. À vậy chứ gì chứ thiệt em là dạng cái kiểu là mình quảng cáo một cách mà lắc léo hoàng cái. Chứ giờ kêu mình kêu chứ quảng cáo chứ sẽ không có được suôn sẻ. À vậy làm cố tình em bơm mùi hủ muối tiêu của chức để vô chức quảng cáo dùm cho em đúng không? Đúng rồi, giống như rồi chức ơi, cháu ghẻ chơi dư là cao quá. Như bài cao quá chức ơi. Sao chức? Chả cá sao chức? Hết nổi luôn rồi chức. Quảng cáo lại cho cháu ghẻ này chức. Chả cá gì? Rồi chức hết cháu nổi luôn nha cả nhà, cảm ơn chức nha. Đang suy nghĩ lại. Chức quảng cáo chả cá một con nha, thịt chuột. Đó, chú đang hối hận là đâu quảng cáo dùm cho cháu rể. Lớn lên đi, lớn. Ủa đang làm gì, đang ngập ý là muốn giống con bữa đúng không? Lớn lên đi, lớn lên đi. Lớn đi, gọi chồng luôn. Kiểu gì chứ ăn không được khoái cho hồi thì sao á. Thấy bên đây nhậu vui mà chồng không kêu qua. Chồng kêu qua đi chồng. Chú Nguyễn ơi, chú đang cầu mưa rồi anh. Chú nói là mưa lớn lên đi. Con nghỉ nhậu hay sao á. Hôm nay nghe tin đồn nhiều lúa đúng không? Nhiều lúa gì nó làm mất cái hành văn tôi rồi. Đúng Nguyễn. Có gì chứ đi ăn nó bỏ quên nó đâu hả? Như có bỏ quên đi, đâu, nói dẹp cái bàn để dục hành văn tôi. Rồi mưa thì luôn giúp ơi, vũ hồ mà cười giúp. Khoái. Giúp khoái nghe mưa cái khoái. Cười ha. Con của ai chứ? Con mày. Có nào Long Nhi của y chức không? Giờ vậy không vọng. Mua đi. Vậy lấy cây nem cho y chức đi chị ơi. Đi sổ cho y chức luôn nha chị ơi. Gì? Lấy ớt dạ. Cài nè, lấy ớt cho y chức nha, y chức mua kêu á. Lấy ớt dạ, cay lắm á. Thôi chức ăn nem nha cả nhà. Ông ăn chả bà ăn nem. Đúng luôn đó. Ông ăn chả bên đây thì bà ăn nem bên đây. Nó nhậu nó biết ăn chả, tao ăn nem. Đúng rồi. Thiệt nha, không giỡn nha. Tao là tao không nổi đâu, chịu nổi với anh đâu.